không phải lưng tôi. Lưng tôi đau cơ, mà cái lưng này không đau, nhẹ nhõm. Thật tuyệt vời, là lời thán phục của bác Đỗ Ngọc Ngạn, 85 tuổi, tại lớp học tập trị liên tâm cho các cán bộ hưu trí của tập đoàn liên doanh dầu khí Việt Xô, Việt Xốp Petro, thành phố Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2014. Bác Ngạn bị thoát vị đĩa đệm đã 3 năm, đi đứng đều bị đau đớn. Lúc bước lên bục sân khấu, bác phải bước lom khom. Vậy mà chỉ sau ít phút được bấm tập chỉ liên tâm, lưng bác Ngạn đã hết đau. Bác đi lại nhanh nhẹn, thậm chí bác còn đùa, đi như duyệt binh, và còn làm động tác uốn mình múa võ và gập lưng cúi chào. Có thể nói, thập chỉ liên tâm cải thiện chứng đau dây thần kinh tọa nhanh như có phép màu. Bác đi từ từ nha, bác đi luôn luôn ha. À, mọi người nhìn bác đi rất to lớn nha. Thì bác đưa tay nắm để đi lên. Được hả? Anh Tuấn, anh Tuấn. Đau quá hả? Rồi, bác nói tên bác. Tôi là Đỗ Ngọc Ngạn, 85 tuổi. Tôi thì cách đây hơn một năm là bắt đầu thấy đau cái đốt sự sống. Thì lên trung tâm y tế, ông chiếu, ông chuộc, ông bảo là thoát vị đĩa đệm cái cột 4 và cột 5. Thì nó mới đau dần dần, thế là tôi lên thì tôi kéo, tôi xoay. Thì mà lòng cái đốt cơ hà nó mới rung. Nhưng mà càng ngày thấy nó càng đau. Và đến nay thì thấy là đau tương đối hơi dữ dội, nóng lắm. Cho nên là tôi phải dùng đèn cao áp, tôi phải dùng đốt cơ hà, tôi phải dùng cái xoay ấy của Thái Lan. Thì làm nhiều cách thì nó cũng chỉ đỡ thôi. Tối là nhờ con cháu giúp nó vui giàu, nhờ bà cũng như nãy chúng ta nghe cái giới thiệu phương pháp điều trị bằng cái thập chỉ liên tâm, thì thực ra là trong cái phương pháp thập chỉ liên tâm ấy, thì điều trị cái chứng này cũng tương đối khá. Chắc có lẽ là mọi người sẽ chưa bao giờ thấy một phương pháp nào mà điều trị mà có hiệu quả ngay lập tức. Chúng tôi sẽ làm cho mọi người xem sơ một cái trong lúc mà thư giãn. Hai người này là mới học có mấy tuần thôi. Tức là hai thầy này còn mới tính. Sướng không? Bây giờ là đêm cái phần đẩy tiếng cái mặt báo. Ai hôm nay không đi là hôm sau là tiếp. Quá tiếc. Đi đất mà trận cái mặt báo ở cổ tay. Và mọi người thấy là mình cái vừa mình chế ra cái kẹp để mà trận cái mạch máu động mạch quai và động mạch trụ ở cổ tay, và trận hai cái mạch máu lớn tức là đại động mạch tĩnh mạch ở hố nách để cho máu bị trận lại. Khi mà máu bị trận lại thì cái lập tức những cái tĩnh mạch đó, nó phình lên, rồi mình đẩy những cái tĩnh mạch đó, và khi đẩy tĩnh mạch đó là tăng áp suất và cái hệ thống mao mạch nó được giãn ra. Thành ra là sự trao đổi giữa cái động mạch và tĩnh mạch nó được lưu thông, những cái gì mà nó bị bế tắc ấy, nó được lưu thông hết, và khi nó lưu thông được thì là bệnh nó sẽ lùi. Cái khuynh hướng của cái cơ thể của nhiều người mà lớn tuổi ấy, thì thứ nhất ấy, là máu bơm lên đầu kém và máu đưa xuống chân kém, máu đưa lên đầu kém cho nên làm ra cái chứng thiếu máu não, làm cho mất trí nhớ, hay quên đó, những người lớn tuổi thì hay quên, làm cho ù tai đít tai, làm cho rối loạn tiền đình. Còn hễ mà máu mà xuống chân yếu thì chân là đau nhất. Và bây giờ đây là cái cách để mà đẩy máu lên trên não, và sau khi đẩy lên thì bác sẽ thấy là đầu óc là thoải mái, tay hết ù, bơm máy tay xong bơm máy chân, tại vì cái chân bác lạnh đó mà. Bây giờ đưa máu xuống chân thì hai chân sẽ ấm lại, trận hai cái mạch máu ở ngoài sau heo chân và hai cái mạch máu ở dưới cổ chân. Nghe này rẻ rẻ. Rồi, bác ngồi xuống đi. Về bác xuống. Cái đâu? Bác
và sau khi mà khởi động hết rồi thì đến cái phần trị liệu. Rồi, đau không? Nhanh nghe. Đúng việc phải không? Rồi, bắt đưa hai chân lên đi. Đúng hai chân mình phải vậy ha. Và mọi người sẽ xem ha. Tức là khi mà tôi bấm cái các ngón chân này thì các ngón chân này tôi bấm nó sẽ tác động lên cái hệ thống thần kinh ở trên cuộc sống lưng ha. Và mọi người nhìn á là cái động tác rất là nhẹ nhàng. Thì ông bao nhiêu năm đau? Ông bị đau bao nhiêu năm rồi ạ? Thần kinh tọa. Thật là cái này á, cái này độ 3 năm. Bây giờ đứng dậy đi. Đứng ạ. Rồi bác coi tình hình nó sao rồi. Ôi, nhớ đâm được rồi. Dễ chịu rồi. Có 3 năm ra một giờ. Dễ chịu quá. Đấy, biểu diễn ông còn cái bài ông nhỉ? Rồi, mọi người nhìn này ha. Mình lấy cái bóng, mình chở ngay cái đầu, ngay cái khuêu chân và ép vô bụng. Và khi ép vô bụng thì bác sẽ thở ra. Hít vào, hít vào. Rồi, thở ra. Xin mời bác Quốc hiểu coi bây giờ cái lưng thế nào này. Không phải lưng tôi. Lưng tôi đau. Không ngờ cái lưng này không đau. Nhẹ rồi. Con có nói là tuyệt vời đó các bác. Rất tuyệt vời. Mà tại sao không gọi cái trung tâm y tế nữa cho đây nhỉ? Thôi, ôi trời ơi, được chưa? Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.